승리가 필요한 경기고 또 내일 승리를 통해 우리 선수들이 미지근 컵을 남겨두고 또 자신감을 주는 그런 경기가 되었으면 하는 바람입니다. 뭐 우리 선수들과 황정은 우리 선수들을 비롯해서 모든 선수들이 준비를 잘하고 있기 때문에 내일 경기를 통해서 우리가 자신감을 주는 그런 경기를 만들도록 준비를 하고 있습니다. So I'm not too worried about the fact that the game against India tomorrow is our last game to prepare for the AFF Cup, because for this past week, all the players were in very good condition. Everyone was very well prepared. So through tomorrow's victory, through tomorrow's good result, players like especially Ding Bakhyir Ziddings will gain more confidence to prepare for the AFF Cup. Thực ra là tôi không quá lo lắng khi mà trận đấu ngày mai cũng có thể là một cái trận đấu cuối cùng để có thể chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, vì là trong cái thời gian chuẩn bị vừa qua thì các cầu thủ hiện tại họ đang có những cái điều kiện thể trạng rất là tốt và chúng ta có cái sự chuẩn bị ổn cho giải đấu sắp tới, và tôi cũng hy vọng vào kết quả của trận đấu ngày mai sẽ tốt cũng như là kết quả của giải đấu sắp tới sẽ tốt, cũng như là mình bắt vừa có thể hiện thì toàn đội chúng ta có sự tự tin để có thể hướng đến cái mục tiêu sắp tới.